vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật Báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 20 tháng 12 trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Sau đây là những tin tức nóng nhất có trong bản tin ngày hôm nay. Huấn luyện viên người Anh nhận định sốc trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan chỉ rõ ngôi vương AFF Cup. Theo nhận định của ông Steve Dubby, chiến lược gia người Anh, cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ bảo vệ thành công trước vô địch AFF Cup năm 2020. Hai cặp đấu tại bán kết AFF Cup 2020 đã chính thức được xác định Việt Nam gặp Thái Lan và Singapore đối đầu với Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã không thể hoàn thành được mục tiêu nhất bảng khi ở trận đấu cùng giờ, Indonesia đã đánh bại Malaysia với tỷ số 4-1 chia sẻ với chúng tôi, ông Steve Dubby, cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan đã đưa ra những đánh giá sau khi lượt trận cuối bảng B kết thúc. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thất vọng khi Việt Nam và Thái Lan sẽ đụng độ ở bán kết, đáng lẽ đây nên là trận chung kết AFF Cup 2020 bởi hai đội là hai đại diện xuất sắc nhất giải đấu. Tuy nhiên Việt Nam muốn bảo vệ chức vô địch thì phải vượt qua Thái Lan, không vòng này thì vòng khác, cơ hội chiến thắng chia đều cho cả hai đội. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ lọt vào chung kết AFF Cup 2020 cùng với Indonesia. Đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch AFF Cup năm 2020. Tôi không thể chê bai bất cứ điểm gì ở đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ chưa để lọt lưới bàn nào khi rơi vào bảng đấu khó hơn Thái Lan. Voi chiến nằm ở bảng đấu dễ hơn nhiều. Bán kết AFF Cup 2020 sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về. Đội giành chiến thắng sau hai lượt trận sẽ góp mặt trong trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào tối ngày 23 tháng 12. Trước đó một ngày, chủ nhà Singapore sẽ so tài với Indonesia. Các chiến binh sao vàng dự AFF Cup 2020 với mục tiêu bảo vệ thành công trước vô địch. Đã đặt mục tiêu vô địch, đội tuyển Việt Nam không sợ bất cứ đối thủ nào. Giống đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với một tiêu chí rất rõ ràng, không vô địch tức là đồng nghĩa với thất bại. Ở Đông Nam Á hiện tại chỉ có hai đội vào giải với tiêu chí như vậy, chúng ta cần tự hào về điều đó. Trận gặp đội tuyển Campuchia là trận thể hiện rõ nhất những nét chiến thuật từ pressing, dồn ép đối thủ, tranh cướp bóng ngay trên phần sân đối phương, tạo ra cơ hội và ghi bàn. Rồi khi có hai bàn thắng sớm đầu hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã chậm lại, tạo điều kiện cho đội tuyển Campuchia cầm bóng dâng lên để có cơ hội triển khai phản công. Hiệp 2 lặp lại như vậy, ép tổng lực những phút đầu có hai bàn thắng, lại hạ nhiệt để đá phản công. Về mặt nhân sự thì đội tuyển Việt Nam không có nhiều thay đổi nhưng lại có những xáo trộn ở các vị trí thi đấu. Khi bị đối phương ép pressing, đội bóng sẽ có hai cách để thoát hoặc là cầm chắc bóng, phối hợp để thoát pressing hoặc là phá bóng cao lên. Đội tuyển Campuchia tiếp tục duy trì lối đá áp đặt, họ cầm bóng phối hợp nhưng rõ ràng trình độ kinh nghiệm của các cầu thủ Campuchia là không bằng đội tuyển Việt Nam nên kết quả họ đã nhận 4 bàn thua. Đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn hẳn đối thủ và có 4 trận thắng đậm nhất của đội tuyển Việt Nam từ đầu giải đến giờ. Nhưng ở trận đội tuyển Indonesia gặp Malaysia, các cầu thủ Indonesia đã có chiến thắng 4-1, vừa đủ để giành được ngôi đầu bảng. Chắc chắn kết quả phải gặp đội tuyển Thái Lan ở bán kết sẽ làm cho rất nhiều người hâm mộ Việt Nam cảm thấy thất vọng. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận vấn đề này. Đầu tiên, đội tuyển Malaysia đã không có tinh thần chiến đấu trước đội tuyển Indonesia. Họ lẽ ra còn để lọt lưới nhiều hơn chứ không phải là chỉ 4 bàn. Và như vậy đội tuyển Việt Nam phải tổng động viên, lấy hết hơi hết sức tấn công để chạy đua số lượng bàn thắng với đội tuyển Indonesia, chỉ để tránh phải gặp Thái Lan ở bán kết chúng ta sẽ muốn các cầu thủ của mình phải làm như vậy nếu như trong chính mỗi chúng ta vẫn còn nỗi sợ người thái trong khi bằng những phát ngôn của mình chúng ta vẫn khuyên răn các cầu thủ rằng đừng sợ người thái chúng ta vẫn hô hào rằng chúng ta đã là số một đông nam á và chúng ta bày tỏ sự thất vọng với đội tuyển chỉ vì sẽ phải gặp người thái ở bán kết sau nữa malaysia đã để thua một cách bạc nhược trước indonesia một đối thủ ngang cơ chỉ vì đối phương có quyết tâm lớn hơn chưa bao giờ đội tuyển việt nam dưới thời huấn luyện viên park hang seo mất tinh thần rồi để thua bất kỳ đối thủ nào ở bất kỳ đấu trường nào một cách xấu xí như vậy may mắn cho người hâm mộ việt nam là không bao giờ chúng ta phải chứng kiến cảnh đó và đó là thứ bóng đá việt nam đang hơn malaysia chúng ta cần ghi nhận điều đó giống thái lan việt nam bước vào giải đấu với một tiêu chí rất rõ ràng không vô địch tức là đồng nghĩa với thất bại ở đông nam á hiện tại chỉ có hai đội vào giải với tiêu chí như vậy chúng ta cần tự hào về điều này nếu thua thái lan ở chung kết hay bán kết với đội tuyển việt nam đều là thất bại vậy cũng có khác biệt nhiều quá đâu về thực lực thì sẽ là quá chủ quan và phiến diện nếu đánh giá bóng đá việt nam hơn bóng đá thái lan sau trận đấu cuối cùng vòng bảng, đội tuyển Việt Nam vẫn bảo toàn được lực lượng và không bị chấn thương, không bị dương tính với Covid, không có cầu thủ nào bị cấm thi đấu về thẻ phạt. Chúng ta sẽ có sự chuẩn bị đầy đủ để thư hùng cùng Thái Lan tranh vị trí số 1 Đông Nam Á mà không cần quan tâm đó là bán kết hay chung kết. Chúc cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chiến thắng Thái Lan để khẳng định vị trí số 1 của mình là xứng đáng. Gặp đội Thái thì Việt Nam cứ bình thản, cuống lên thì còn làm gì được nữa? dù việt nam thắng đội campuchia nhưng nhìn nét mặt anh em cầu thủ nhà mình khi hết trận cũng biết họ thất vọng vì diễn tiến không như những gì mà chính anh em đã mường tượng là không phải gặp thái lan ở bán kết bình luận viên quang huy đã đưa ra nhận xét như trên và có vẻ như nhận xét này là khá chính xác có lẽ trong thâm tâm các cầu thủ tuyển việt nam không muốn không thích đối đầu với đội tuyển thái lan sớm đến như vậy ông huy nói tiếp Đúng là bóng đá, nhiều thứ nằm ngoài suy nghĩ của mình. Đội tuyển của chúng ta khi ghi được 4 bàn rồi, chắc nghĩ đã an toàn, đủ để nhất bảng nên có tư tưởng đá chậm lại nên tính tập trung cũng không còn được như cũ. Sự can chỉnh tình huống trong những pha dứt điểm vì thế cũng bớt chính xác hơn, dẫn đến việc chúng ta bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn. Mọi người đã không lường trước được, ở phía bên kia indonesia nhờ sự quyết liệt từ đầu đến cuối mà thắng ngược malaysia một cách ngoạn mục nói chung tâm lý anh em và nhiều người khác muốn đối đầu với singapore trước là đội chủ nhà nhưng dẫu gì singapore cũng là đội bóng dễ chịu hơn thái lan đá với singapore có thể yên tâm hơn về vấn đề này quan điểm của mỗi người mỗi khác cũng có thể ai đó thích gặp thái lan ngay nhưng với riêng tôi nếu gặp thái lan ở chung kết sẽ là cái kết trọn vẹn nhất Hai lần đối đầu gần đây nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 thi đấu năm 2019, Việt Nam và Thái Lan đều hòa lượt đi lẫn lượt về. Bình luận viên Vũ Quang Huy phân tích với tất cả sự lạc quan. Ở bình diện đội tuyển, từ ngày có huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam chưa thắng Thái Lan ở giải đấu chính thức nào nhưng lại thắng ở giải giao hữu Kings Cup ngay trên đất Thái Lan. Ông Park lại cũng chưa từng thua bất kỳ một đội Đông Nam Á nào suốt 4 năm qua. Nên chúng ta hy vọng tuyển Việt Nam sẽ tiếp nối chuỗi mạch bất bại ấy dù đối thủ sắp tới là người Thái. Vậy cứ gặp Thái Lan mà lo cuống lên thì còn làm ăn gì được nữa. Đúng là họ vừa thắng dễ Singapore bằng đội hình dự bị thật, nhưng chúng ta cứ bình thản thôi. Quân mình hiện tại khá dày, tâm lý cũng khá vững, không việc gì phải sợ cả. Ai mình cũng chiến hết. Cứ cho là Thái Lan đang hơn mình và mình đang ở cửa dưới đi, có khi như thế lại dễ đá. Quân của ông Park cứ trận nào bị coi là cửa dưới cũng đều phát huy được lối đá sở trường phòng ngự phản công. Vòng bán kết có hai lượt, nghĩa là có thể sửa sai được nếu không may gặp vấp pháp ở lượt đi. Nhưng chúng ta đừng nên nghĩ sẽ vấp váp mà hãy hy vọng là có chiến thắng. Thái Lan mới là đội bị nặng nề về tâm lý, chứ đội Việt Nam thì nhẹ nhàng hơn nhiều, cứ thế mà chiến đấu. AFC bình luận gì về việc tuyển Việt Nam gặp Thái Lan? Với việc chỉ xét thứ hai bảng B AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đụng độ với Thái Lan ngay ở vòng bán kết của giải đấu. Trong lượt đấu cuối cùng bảng B, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Campuchia, mặc dù vậy kết quả này là chưa đủ để chúng ta có được vị trí số 1 ở bảng đấu. Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-1 trước Malaysia. Sau khi kết thúc vòng bảng, đội tuyển Việt Nam có cùng 10 điểm như Indonesia, nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Với vị trí thứ hai của bảng B, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đối đầu với Thái Lan ở vòng bán kết. Bình luận về thứ hạng của đội tuyển Việt Nam, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC viết, trong thời điểm cuối cùng, Indonesia đã vượt lên dẫn đầu bảng B khi có được bàn thắng thứ tư vào lưới Malaysia. Với chiến thắng 4-1 trước Malaysia, Indonesia đã xếp trên đội tuyển Việt Nam, đội cũng thắng Campuchia với tỷ số 4-0 về hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng bán kết thì Indonesia sẽ đối đầu với chủ nhà Singapore, còn đương kim vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với đội bóng nhiều lần vô địch nhất giải đấu là Thái Lan, có 5 lần vô địch. Bình luận riêng về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia, AFC viết. Campuchia rất muốn chia tay AFF Cup 2020 bằng một trận thắng nên họ đã dâng cao đội hình. Tuy nhiên điều đó khiến cho họ nhận sự trừng phạt của đội tuyển Việt Nam và phải chịu bàn thua ở phút thứ tư với pha lập công của Tiến Linh. Sau đó Tiến Linh còn có thêm một bàn thắng nữa sau pha sút xa đẹp mắt. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam liên tiếp có được hai bàn thắng do công của Bùi Tiến Dũng và Quang Hải. Dù vậy, ngay cả khi thắng đậm Campuchia, đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ hai bảng đấu. Trang chủ của ban tổ chức AFF Cup nhấn mạnh, Đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào bán kết với vị trí thứ hai bảng B, ngay cả khi thắng đậm 4-0 trước Campuchia. Kết quả này khiến cho đội tuyển Việt Nam phải đụng độ với Thái Lan ở bán kết. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo và Quang Hải đều không quan tâm tới điều này, họ cho rằng việc đụng độ với Thái Lan trong trận bán kết hay chung kết cũng giống nhau. Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á Asian Football thì bình luận: "Đội tuyển Indonesia không những lội ngược dòng thành công trước Malaysia mà còn đẩy đội tuyển Việt Nam xuống vị trí thứ hai của bảng B." Nhà vô địch AFF Cup đã có chiến thắng toàn diện trước Campuchia, nhưng điều đó là chưa đủ để giúp họ đứng đầu bảng đấu khi thua kém Indonesia về hiệu số bàn thắng bại. Huấn luyện viên Sin Yong đã lường trước được việc đội tuyển Việt Nam thắng đậm Campuchia nên ông đã chỉ đạo các cầu thủ Indonesia ghi thật nhiều càng tốt. Ông cũng cho rằng đội bóng của mình đã thể hiện được sự tự tin đó. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng về màn trình diễn của các học trò và ông không quan trọng đối thủ ở vòng bán kết bởi các đội đều giống nhau. Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video nếu thấy hay thì hãy share và like video này và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức mới nhất về bóng đá để chúng tôi cập nhật mỗi ngày qua kênh nhật báo 24 giờ còn bây giờ thì cảm ơn quý vị và còn bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo